ngâm sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Thế thơ 14 thì ngâm khi linh hồn được Chúa Giêsu ra khỏi xác xuống ngục tổ tông. Thì cứu những linh hồn các thánh xưa ở đây đợi trong Đức Chúa Giêsu xuống thế chuộc tội cho thiên hạ. Thế bây giờ quan tướng cùng nhiều người các quan thấy những phép lạ làm vậy, thì xưng ra rằng người ấy là con Đức Chúa Trời thật. Thì liền đánh ngực ăn năn vì đã phạm tội cực trọng ấy. Thì khi ngâm bấy nhiêu sự thề nguyện một kinh lạy cha, một kinh kinh mừng, thề xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con còn ở dưới thế, trong ngày sau thấy mặt cực tốt cực lành như các thánh ở ngục tổ tông xưa, thì amen. Lạy cha con trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha đi đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Ê mừng Maria đơn phó để Chúa Trời ở cùng bà, có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu ân lòng bà phúc lạ. Thánh Maria đứng mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng rạng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục, và đưa em thầy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót.